Lucy Channel, kênh giải trí và thử thách trí não. Dù bạn có phải là một chàng trai đẹp trai, lanh lợi hay là một cô gái dễ thương, vui tính, thì chưa chắc các bạn có thể giải được câu đố tinh mắt của Lucy đâu nha. Các bạn có biết vì sao Lucy nói vậy không? Bởi vì câu đố tinh mắt của Lucy rất là khó, khó tìm thấy được đáp án lắm. Chỉ có con chim đại bàng mới giải được những câu đố tinh mắt của Lucy thôi. Bởi vì mấy bạn biết sao không? Đại bàng chính là một trong 6 loài động vật có đôi mắt tinh anh nhất thế giới. Sao mấy bạn nói sao? Mấy bạn nói đôi mắt của mấy bạn rất là sáng hả? Vậy thì thử xem nào. Hãy bắt đầu thử thách với một số câu đố tinh mắt của Lucy nha. Câu đầu tiên, tìm ô vuông chính xác để điền vào phần trống của hình chữ nhật sau. Mình phải chọn một trong 6 hình này để điền vào cái chỗ còn thiếu ở đây nè. Các bạn chỉ có 10 giây để tìm ra đáp án thôi. Bắt đầu nào. Hết giờ, các bạn đã tìm thấy chưa? Đây, hình số 2. Hình này khi mà ráp vào trong cái chỗ còn thiếu thì nó sẽ trở thành một hình hoàn chỉnh. Cho nên đáp án sẽ là số 2. Câu tiếp theo nè. Tìm hai hình giống nhau trong hình dưới đây. Wow, hình này có rất là nhiều gương mặt, nhiều trái cây khác nhau nha. Các bạn tìm cho kỹ đó. Bạn đã tìm thấy chưa? Hai hình giống nhau đó chính là quả chanh. Quả chanh ở đây nè và một quả chanh ở dưới này. Sau khi giải được hai câu thì chắc có bạn đang cười nhạo Lucy nè. Các bạn còn nói là trời, câu đố gì mà dễ quá, con nít còn tìm thấy được nữa. Còn câu nào khác không? Cho câu đố khó hơn đi. À, muốn câu đố khó hơn hả? Có liền. Lucy gửi câu đố khác đây. Hãy tìm con bướm xinh xinh đang ẩn nấp bên trong bức tranh dưới đây. Các bạn có 10 giây. Các bạn đã tìm thấy chưa? Con bướm xinh xinh màu vàng này nè, mới thoạt nhìn qua thì tưởng bông hoa, nhưng đó là một em bướm rất là dễ thương. Đây, em bướm nằm ở vị trí này nè. Chắc câu đố này cũng đã làm khó được vài bạn rồi đúng không? Vậy mình qua câu tiếp theo nữa nè. Con gì đập thì sống mà không đập á thì nó chết queo? Các bạn đã suy nghĩ ra chưa? Đó chính là con tim. Khi trái tim không còn đập nữa, bác sĩ cũng phải bó tay thua thần chết thôi. Bởi vì á, trái tim khi mà nó đập, nó co bóp, nó sẽ đẩy máu lưu thông hết tất cả cơ thể của chúng ta. Còn khi mà nó không đập thì nó nằm im, máu không được lưu thông nữa thì con người chỉ có chết thôi. Các bạn nào giải được câu này không? À, mình tăng lên cấp độ khó một xíu nha. Ai là người cứu được công chúa? Người số 1, người số 2 hay là người số 3? Mỗi người có một cái đường đi và công chúa ngồi ở phía dưới này nè. Các bạn hãy thử tìm đường đi, xem người số 1 hay người số 2 hay người số 3 sẽ cứu được công chúa nè. Các bạn chỉ có 10 giây thôi. À, đã hết 10 giây rồi. Bây giờ chúng ta cùng xem nha. Nếu như người số 3 mà đi á, thì Lucy có vẽ cái đường màu tím rồi nè. Đây là con đường của người số 3 đi. Người số 3 đi
thì sẽ dẫn đến ba cái điểm cuối cùng. Mình đánh dấu X ở đây, 1, 2. Và điểm cuối cùng đó là đi đến nhà của bạn số 2 chơi. À, vậy là không cứu được công chúa rồi. Còn nếu như người số 2 đi, thì người số 2 đi bằng cái đường màu xanh này nè, thì họ sẽ đi một hồi theo cái đường này và sẽ đến nhà bạn số 3 chơi. Rồi nếu không thì sẽ đến hai điểm X mà mình đã đánh ở đây. Vậy là bạn số 2 cũng không cứu được công chúa. Vậy chỉ còn bạn số 1. Chúng ta xem bạn số 1 nhé. Bạn số 1 đi theo cái đường màu đỏ này. À, đi rất là ngoằn ngoèo luôn, nhưng một hồi đã đến được nơi có công chúa rồi. Vậy đáp án chính là bạn số 1. Bạn số 1 đã giải cứu được công chúa. À, câu đố này khó, thiệt là khó luôn á. Đòi hỏi phải tinh mắt lắm luôn. Vậy bạn nào đã tìm được công chúa? Hãy viết bình luận phía bên dưới để cho Lucy biết nha. Viết ví dụ như là mình đã tìm thấy công chúa nè. Thật ra mình có một bí kíp nho nhỏ. Đó là dù Lucy cho 10 giây, nhưng mà nếu mấy bạn chưa suy nghĩ ra thì có thể cho dừng video lại để suy nghĩ. Suy nghĩ xong rồi thì hãy nhấn video để nó chạy tiếp theo. Vậy là có thể giải được rồi. À, chúng ta qua câu tiếp theo nha. Hãy kích hoạt đôi mắt tinh anh, tư duy logic và trí nhớ của bạn để tìm trong ảnh này có mấy điểm sai nha. Các bạn chỉ có 10 giây thôi. Hãy suy nghĩ đi nào. Mình bật mí là có 6 điểm sai trong bức hình này. Rồi, hết giờ rồi. Các bạn có nhận ra cô gái trong bức hình này là ai không? Đây chính là Bele, cô gái này trong truyện cổ tích Người đẹp và quái vật. Cô ấy rất thích đọc sách và hàng ngày ra ngoài chỗ thác nước của làng ngồi đọc sách cho những chú cừu nghe. Cho nên từ bức ảnh chính xác hồi nãy, chúng ta sẽ thấy được rằng đây là những điểm sai trong bức hình mà Lucy đã đố các bạn. À, làm gì có hai con chó này? Làm gì có con cừu nào đeo mắt kính ở đây? Trời, con cá này là trong phim Đi tìm Nemo mà. Còn nàng Bele của chúng ta đâu có đội cái nón kiểu này vào thời đó đâu. Trời, chú cừu còn đeo vòng hoa nữa. Và một điểm nữa là có một con chó sói đang ở trong bầy cừu, mà trong cái hình của mình thì không có. Rồi, tiếp theo nha. Hãy tìm củ cà rốt khác biệt trong hình ở dưới đây. Wow, toàn là củ cà rốt không à. Các bạn chỉ có 10 giây để tìm thôi. Hết giờ. Củ cà rốt của chúng ta nằm ở đây. Các bạn nào trả lời đúng không dạ? Hãy viết bình luận cho Lucy biết với nha. Và video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.